Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải các cái code mẫu trên các cái shop của Trung Quốc. Bạn có thể đây là có thêm một cái nguồn tham khảo về code. Đầu tiên ví dụ mình sẽ vào cái trang shop của Trung Quốc, ví dụ trang Taobao đi. Các bạn vào trang Taobao này. Các bạn muốn tìm cái code của cái kit STM32 F103 kit Blue Pin chẳng hạn thì mình sẽ gõ vào STM32 này. Đây, mình gõ cái system bot gì đấy. Đây. Các bạn thấy là vào cái trang, đây là những cái trang gọi là những cái kit đấy. Thế là mình vào cái trang này đi. Cái kit này mình thấy nó giống cái kit Blue Pin mình hay dùng, đúng không nào? Thì các bạn sẽ xem ở phía dưới này, nó sẽ có cái phần, tức là các bạn có thể tìm shop này shop khác, nhưng mà cái gì thì mình nghĩ là cũng sẽ có shop và chia sẻ cái code mẫu rồi cái schematic, những cái thông tin về cái kit này. Đây, ví dụ trang này là họ có chia sẻ nhé. Đây thì các bạn thấy cái link chia sẻ thường sẽ là link Baidu. Đây, các bạn vào đây. Đây, họ có chia sẻ luôn cái gọi là cái mật khẩu để còn vào này. 7HQU thì đây này. Đây. Nếu như mà nó yêu cầu thì các bạn đánh cái mã này vào. Đây sẽ là những cái gọi là những cái code mẫu, những cái thông tin về cái bot, cái kit này. Họ chia sẻ cả một thư mục nên mình vào mình xem mình cần tải những cái phần nào. Đây, cái file này chẳng hạn. Ví dụ mình muốn tải thì mình sẽ ấn vào cái chỗ nút tải này các bạn nhé, tích vào đây, ấn vào cái nút tải này. Đấy, thì những cái file nhỏ thì là cái thằng IDM nó sẽ bắt được, nó sẽ tải cho các bạn luôn, vậy tải vào IDM rất nhanh. Các bạn ấn vào Start Download là tải được này. Và như cái, mình sẽ, đây, mình tham khảo thêm trong cái này chẳng hạn. Thì chỗ này là có cái phần gọi là công cụ để còn biến dịch mã các thứ này, cái MDK tức là cái thằng KC ấy. Thì mình sẽ không cần tải cái này. Giả sử mình định tải cái file này, file này code mẫu này, program runtime sẽ là cái này là code mẫu này, mình ấn vào đây. Những cái file nhỏ thì đấy các bạn thấy là IDM nó sẽ bắt được này, cái này mình tải về rồi nhá. Những cái file lớn ấy thì là nó phải tải vào cái phần mềm Baidu. Đây, ví dụ cái file này, cái file nó 100MB chẳng hạn, thì các bạn ấn vào tải, nó sẽ bật cái phần mềm Baidu lên nhá. Đây, nó sẽ hỏi là bạn sẽ bấm vào open cái chỗ server gì đây này, ấn vào chỗ này nhé, thì nó sẽ bật phần mềm Baidu lên này. Các bạn cần cài cái phần mềm Baidu này. Đây, mình đã đăng ký cái mật khẩu nó vào nó, các bạn sẽ ấn vào chỗ này để tải này, thì mình cũng đã tải về rồi, đây trong máy mình rồi. Đây là cái phần mình tải về này. Đấy, cũng rất là đơn giản phải không các bạn? Các bạn vào đây thấy code mẫu, thấy rất là nhiều thông tin. Đây, những cái code mẫu chẳng hạn này, hoặc là như cái file vừa nãy mình có nói tải bên bằng IDM ạ. Đây, các bạn vào đây, phải tải về rồi này. Đây có tất cả, đây là phần code mẫu của nó này. Dưới này thì có schematic này. Đây, cái này các bạn thấy nó quen đúng không nào? Chính là cái kit Blue Pin các bạn hay dùng đấy. Đây có phải là kit Blue Pin không nào? Đây là cái schematic của nó này. Chỗ này cũng có một số cái code mẫu. Đây, code nháy SPC13 này. Bạn thấy như vậy là các bạn rất là có thể tham khảo thêm rất là nhiều đúng không ạ? Gọi là nguồn code mẫu tham khảo. Thêm một cái nữa là các bạn muốn tải cái file Baidu ấy thì là các bạn cần đăng ký một cái tài khoản của nó. Đấy là mình đã đăng ký rồi. Nhưng mà nếu các bạn không có tài khoản, các bạn cũng có thể tìm trên mạng này. Các bạn tìm cái chỗ tải file Baidu này. Thì họ sẽ có một số trang họ cũng chia sẻ cái tài khoản để còn đăng nhập vào Baidu đấy. Trước khi mà mình đăng ký được ấy, thì mình hay dùng cái tài khoản này. Đây, VOZ thì đây này. Các bạn lưu ý là các bạn dùng xong các bạn không đổi mật khẩu nhé. Mật khẩu người ta đã chia sẻ cho các bạn rồi, các bạn làm như thế thì nó cũng không hay lắm. Mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Mình đã hướng dẫn xong các bạn là cái việc tải cái file từ cái trang Baidu này. Việc tìm cái code mẫu. Rồi thì là tải code mẫu trên shop Taobao này. Mình cũng đã tải cũng khá nhiều cái code mẫu từ cái trang này của họ. Các bạn có thể ví dụ tham khảo như là trong này chẳng hạn, mình cũng tải về cũng khá là nhiều. Đây, những cái file đây, cái kit này, kit F103 này, họ chia sẻ rất là nhiều, cũng rất là nhiều đúng không ạ? Kit của Alien này, F429 này, các bạn xem nó rất là đầy đủ code đấy các bạn ạ, gần như là không thiếu ví dụ gì.
các bạn tải về, các bạn cũng nếu như có xe với ai thì cũng bảo là cái này là mình tải về mình sưu tập nhé, đừng có chém gió là mình tự viết nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.